Chào các bạn, câu lít vừa rồi được sử dụng với cái kỹ thuật hybrid picking, kết hợp cái ngón tay giữa này với lại cái pick. Ok, cái điểm mấu chốt ở đây có nghĩa là mình phải nắm được cái bước di chuyển của nó. Thì khi nắm được cái bước di chuyển này, mình có thể áp dụng vô cho một cái câu khác mình tự soạn được. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô cái câu đó, đi vô sâu cái câu đó để tìm ra cái bước di chuyển của nó nha. Ok, mình sẽ mở cái câu này lên. Các bạn chịu khó quan sát con chuột nha, quan sát con chuột nó di chuyển. Thì trong một cái ô nhịp như này nè, trong một cái khuôn nhạc nó sẽ có bốn cái hình móc kép. Thì mình chia nó ra làm hai. Thì hai cái hình móc kép này nó là một cái bước di chuyển nè. Các bạn sẽ để ý thấy ở dưới vòng cung này nè, nó nguyên một cái nhóm đó, nguyên một cái cụm nốt đó, từ cái nốt mi cho tới cái nốt pha cuối cùng của móc kép thứ hai. Nguyên cái chỗ này mình sẽ legato. Còn ở phía trước này, cái nốt re ngang 5, nốt đồ ngang 8 và nốt mi ngang 7 này, mình sẽ sử dụng hybrid picking. Ok, vậy nha. Đầu tiên thì mình sẽ ngay cái ngang số 5 đó. Ngang số 5 đó mình sẽ chọn lựa bằng cách là sử dụng ngón giữa móc nó lên. Tiếp theo nốt đồ đánh xuống, pick xuống. Ok. Rồi tiếp theo cái nốt mi đó mình sẽ sử dụng lại ngón giữa lần nữa để hybrid nó. Thì mình sẽ đánh như thế này. Đó, rồi nguyên một cái cụm đó, nguyên một cái cụm từ nốt mi cho tới nốt pha cuối cùng đó mình sẽ legato. Thì đó là cái bước di chuyển của nó. Mình đánh chậm lại các bạn quan sát. Đó là một bước di chuyển. Khi qua cái bước di chuyển thứ hai nó sẽ lặp lại cái đó. Nó lặp lại cái y chang như cái kỹ thuật đó. Thì sử dụng nguyên một cái câu đó khi mình nắm được cái bước di chuyển đó thì mình có thể tận dụng được nó để mà sử dụng cho câu khác hoặc là chính cái câu này luôn. Đó, đúng rồi. Ok, lại nha. Lại tốc độ nhanh hơn chút. Ok, cái này là cái câu này có bước di chuyển đi lên. Thì trong một số trường hợp nào đó mình có thể lấy câu này để áp dụng vô cái việc solo của mình. Còn nếu giả sử như mình không thích sử dụng kỹ thuật này thì mình có quyền chọn lựa thêm một cái kỹ thuật khác, là mình có thể sử dụng pick toàn bộ. Lúc này mình không dùng hybrid picking vẫn được, nhưng mà nguyên cái cụm đó, nguyên một cái cụm mà ở phía dưới nó có cái móc này, nguyên cái cụm ở phía dưới nó có cái móc nối này nè, là mình nên legato. Ok.